Theo Vivaco, đường ống chỉ bị vỡ với chiều dài 6 mét. Đơn vị này đã huy động 150 cán bộ công nhân cùng xe cầu 50 tấn, 3 máy xúc, 8 xe tải và xử lý xong sự cố vào sáng sớm nay. Như vậy, 70.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hoàng Mai, huyện Từ Liêm và Thanh Trì đã có nước sử dụng trở lại. Trước đó, phần lớn các hộ dân phải sử dụng nước từ bể dự trữ. Một số gia đình lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt vào tối qua và sáng sớm nay. Đây là lần thứ ba hệ thống ống dẫn nước sạch sông Đà bị vỡ chỉ trong vòng 2 năm. Ông Việt cho biết, chưa xác định được nguyên nhân chính xác, tuy nhiên phỏng đoán là do nền đất yếu, cộng với việc gần đường cao tốc nên đường ống dễ bị rung và dịch chuyển dẫn đến sự cố. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng đường ống này làm bằng sợi thủy tinh nên đặt ra nhiều nghi vấn về chất lượng.